Alo, anh Tú ơi, đang có cái dự án Văn Song quận 2 giá tốt, em biết chưa? Trời ơi, đang cúng cô Nam lum mà anh không có quan tâm mấy cái vụ này đâu nha, thôi nha. Dạ. Alo, chị Nga hả? Ừ. Có cái dự án Văn Song giá tốt hôm bữa em giới thiệu, có nhà mẫu rồi, chị đi coi nha chị. Ok, ngày mai mình đi nha. Dạ chị. Mà đông quá vậy em? Dạ, Deluxe đang khó lắm chị. Hôm nay em sẽ bật mí cho chị 5 lý do tại sao nên đầu tư Deluxe trong năm 2020. Là vị trí rất tốt, ngay trung tâm quận 2, gần với khúc giao An Phú, mặt tiền Nguyễn Thị Định, chỉ mất 15 phút để đến quận nhất thôi. Thứ hai, lợi thế ven sông, sát với sông Dòng, trước mặt tiền, sau mặt sông, tầm nhìn view sông trọn đời. Thứ ba, giá tốt nhất khu vực quận 2, chỉ từ 55 triệu một mét vuông, sản phẩm cực kỳ giới hạn với tiềm năng tăng giá từ 10% mỗi năm. Thứ tư là không gian sống nghỉ dưỡng đẳng cấp với đầy đủ mọi tiện ích và đặc biệt là công viên ven sông 1.400 mét vuông. Thứ năm là pháp lý minh bạch, chủ đầu tư đã có tất cả các giấy phép và dự kiến sẽ hoàn thành móng cọc trong tháng 5 2020. Ngoài ra... Thôi đừng nói nữa, chị cũng đi chọn cá. Ok chị. Alo, Ân nghe. Ân hả? Dạ. Giờ này em có cái dự án gì mà ven sông mà giá tốt giống như cái đợt đưa show mà em giới thiệu cho anh không? Dạ, ven sông giá tốt thì có mỗi đợt lúc show thôi mà bán hết rồi anh, tiếc ghê. Ồ, tiếc vậy? Sao giờ nó không có đầu tư, tiếc ghê. Nếu mà có hàng resale em kiếm lại cho anh nha. Dạ, ok anh. Cảm ơn. Bye anh. Alo chị nghe. Alo, mấy căn Deluxe của chị bán chưa chị? Trời ơi, hôm bữa lời 20% chị đẩy hết 2 căn rồi. À. Còn một căn ông xã với mấy đứa nhỏ thích quá, giữ lại chị ở. Ờ, khi nào mà cần bán nhắn em nha chị. Ừ, bữa nào có dự án hay hay rẻ rẻ là báo chị nha. Dạ, ok chị. Ừ, bye em. Bye chị.